Sau hơn nửa tháng, ngày 12 nước thông qua Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, các tờ báo nhà nước và báo lệ dân vẫn không ngừng tranh cãi về những lợi ích cũng như khó khăn của TPP đem tới cho Việt Nam. Trước đó, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đã đến đặt nhà máy, cơ sở kinh doanh tại Việt Nam để đón đầu những lợi ích kinh tế mà TPP mang lại, hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều việc làm cho công nhân Việt Nam, cùng với đó là định chế công đoàn độc lập. Thế nhưng, khi các phóng viên tiếp xúc với giới công nhân, họ đều không biết gì về TPP hoặc chỉ biết sơ qua, không quan tâm nhiều vì các doanh nghiệp không phổ biến gì về định chế công đoàn độc lập đến những người công nhân. Cái đó thì em có nghe tới nhưng mà cũng được phổ biến lắm rồi. Cái thật cho em đâu rồi, tại vì công ty nó cũng phổ biến thế cũng được. Nếu mà được về thì tốt hơn. Có xem trên mạng nhưng mà chưa có đọc qua. Tại vì đi làm xấu mà nên không có thời gian. Chưa nghe công ty thông báo gì hết. Nói chung thì công nhân thì chắc cũng có quan tâm mấy chuyện đó, nhưng mà công ty này từ trước tới giờ lương ổn định lắm. Đôi khi cũng có họp nhưng mà ít người tham gia lắm. Tại đa số là làm rồi về. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thành viên của Lao động Việt, nói về tình trạng công nhân không biết tin tức gì về công đoàn độc lập theo yêu cầu của TPP. Là một người tiếp xúc nhiều với công nhân thì những người công nhân Minh Hạnh tiếp xúc có hỏi về anh chị có biết gì về TPP không, họ cũng lắc đầu, thậm chí kể cả những người mà có trình độ hiểu biết làm công ty văn phòng họ cũng không hiểu biết gì về TPP và họ cũng lắc đầu là họ không biết gì. Tuy nhiên là Lao động Việt cũng đã giải thích cho họ những cái căn bản, những cái ý nghĩa về nghiệp đoàn độc lập trong cái vấn đề đàm phán TPP để cho họ hiểu, và họ chỉ biết được rằng là TPP là quan trọng với họ như vậy thôi. Chứ còn về thực tế những cái quyền lợi như thế nào từ TPP thì hầu như là người dân không có được biết. Trên thực tế, những quy định của Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam chấp nhận chỉ quy định được thành lập công đoàn cơ sở và những công đoàn này không được liên kết với nhau. Cho tới giờ phút này thì có những cái quy định về nghiệp đoàn độc lập vẫn chưa được cụ thể, cho nên về vấn đề này cũng chưa biết được là sẽ như thế nào. Tuy là có sẽ có khăn đó nhưng mà Lao động Việt cũng sẽ cố gắng làm sao để mà đấu tranh cho cái quyền nghiệp đoàn và đưa những cái vấn đề mà Việt Nam che giấu về vấn đề nghiệp đoàn đối với thế giới nếu như Việt Nam vi phạm. Qua đài SBTN, cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng kêu gọi giới công nhân quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về TPP và định chế công đoàn độc lập để tự bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Và cũng kêu gọi những người công nhân tại Việt Nam hãy tìm hiểu về công đoàn độc lập TPP và làm sao để hình thành công đoàn độc lập và công đoàn độc lập có lợi ích như thế nào đối với chúng ta. Cùng sát cánh với Lao động Việt để đấu tranh cho quyền thành lập nghiệp đoàn tại Việt Nam và bảo vệ những cái người mà đã đấu tranh hy sinh cho vấn đề nghiệp đoàn tại độc lập tại Việt Nam, trong đó có Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương hiện nay vẫn đang trong lao tù, và vận động thế giới kêu trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam.